Anh nhìn em cái bình nước đưa ra sân bay nha. Ủa ngồi ơi, con thái con nữa mà đi theo mình thức luôn ra. Nè không, anh ngồi đây. Thế em ơi. Thế em ạ. Trời ơi, sao bây giờ thầy quẩn thầy cái nước như thế này cơ. Bây giờ nhá, anh chỉ nhăn cách cầm ba con người con thái. Là cái nước, thì trong mình, cái nước được gì à? Có nghe không? Em gì ạ? Rồi, cái người anh trả này, nước trung bình là các bạn 10.000, 20.000 đúng không? Anh tính trung bình là 20.000 đi. Em sẽ nói rằng là thứ hai mà mua từ 30 bình nước trở lên ấy, em tặng cho một máy lọc nước. Đúng, máy lọc nước đúng không? Nhưng mà họ sẽ uống nước liên tục của em. Em thấy con này. Đúng không? Nhưng mà người ta bỏ đi rồi sao? Bỏ đi thì mình trước khi đi lại ký hợp đồng, chứ không nhờ, trước khi đi lại trả lại cho mình ấy. Đúng không? Mà trả máy lọc nước cho mình. Đúng chưa? Đúng rồi, đúng không? Cái người anh trả này, miễn tiền thì được ăn nước, tinh lịch thì nước, tất cả đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ cách của người thứ hai mình hơn là như này. Ví dụ bây giờ em gửi lời đến đúng không? Có nhiều người bảo là đến bây giờ đưa cho em 2 triệu làm nhà bình dương. Thì lúc đó em sẽ bán nước cho họ cái giá gốc. Có ăn thua không? 2 triệu cho em mua. Bỏ ra 2 triệu thôi mà mua nước bình thường nhá. Nếu mà mua bình thường 2.000 bình. Còn nếu bây giờ mà bỏ ra 2 triệu thì được cả mua với giá gốc là 10.000 thôi. Rồi sau đó này nếu mà họ muốn lấy lại có phải trả tiền họ luôn, trả lại cho người ta luôn, cần nhé, trả lại được. Nhưng mà nhớ rằng nhỉ, nhớ một năm em dùng tiền này để đi kinh doanh, cho vay ngân hàng lấy mua vàng bỏ ống chờ vàng tăng giá bán có lãi không? Nghĩa là mình kiếm tiền cách là lấy tiền người ta không cần vay, đúng không? Chúng ta sau một năm mà cũng bỏ lại tiền trả người ta luôn, uy tín không? Rất nhiều người rất là làm, phải không? Rồi, nhưng mà người thứ ba thông minh hơn. Em có thể ý là chúng ta hay quảng cáo cho TV không? Có nhiều tiền không? Thì người thứ ba này không gì à? Không tăng máy lọc nước, cũng không không thể ý kiến. Nhưng mà người thứ ba này đặt quảng cáo tiền bình nước, mỗi bình nước cũng đều bán giá tốt, không nhận lỗ ai. Nhưng mà nhà không có bình này, có gì hiệu quả? Cửa hàng này là cửa hàng bên trong A, trong B và không chỉ quảng cáo. Nước này nào thì anh nước có không nhìn thấy quảng cáo. Ok nha, tay thì có cái gì đối diện quả cái mình nước này thôi. Nhưng mà lần này thứ ba kiếm tiền một việc gì đây là kéo thì còn cả đúng rồi. Bây giờ em sẽ từ làm cái này đó, cái làm đi, nếu em là cái gì quảng cáo anh, cái này anh đúng rồi, còn cả đúng không? Cách của anh đi, không phải làm video, nếu mà quay lại thì hàng ngày thì em phải làm video, cái làm lại đi nhớ 8 giờ sáng mỗi ngày anh đều mang đi kiếm đó ở đó xem anh nhớ cách làm sao cả anh chị em làm cho em nhé. Ok nhớ theo dõi kênh của anh và nhớ theo dõi kênh của anh.